Ngày 14 tháng 5 vừa qua, công ty thông tin hôn nhân tại Hàn Quốc mở cuộc điều tra trên 500 người độc thân để bình chọn cặp đôi showbiz Hàn được người dân yêu thích nhất. Nàng cỏ Gu Hee Sun cùng chàng rể tương lai An Jae Hyun đã giành quán quân với 46% bình chọn. Kể từ khi công bố hẹn hò đến nay, cặp đôi này luôn được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Rất đông fan gửi lời chúc phúc đến hôn lễ sẽ diễn ra ngày 21 tháng 5 này của họ. Xếp thứ hai là cặp đôi cựu thành viên nhóm GOT, diễn viên Yoon Ki Sang và hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee. Thật bất ngờ khi cặp đôi này nhận được đến 25% bình chọn bởi họ khá kín tiếng và không phải là đối tượng được công chúng bàn luận nhiều. Nhiều người ngỡ ngàng khi cặp đôi con ghẻ quốc dân Choiza và Suli lại đứng ở vị trí thứ 3 với 20% số phiếu. Cặp đôi này luôn bị công chúng phản đối khi Choiza hơn Suli đến 14 tuổi. Đồng thời sau khi hẹn hò, Suli cũng rời bỏ nhóm FX và thường xuyên vướng phải scandal. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ vì trong danh sách này còn có nhiều cái tên rất đáng chú ý như cặp đôi Suzy và Lee Min Ho, Soyeon của SNSD và Chung Kyung Ho, hay cặp đôi chị em Shimin A và Kim Won Bin.